Chào anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải Nam Đào Ngọc Phú Quốc. Và trên màn hình thì anh chị đang được nhìn thấy một góc nhìn từ căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, sẽ nhìn sang khu vực bãi đất đỏ. Ở phía mặt biển sẽ có những con thuyền. Và sau này thì bên khu vực phía bãi đất đỏ sẽ có một cây cầu cảng quốc tế. Phía bên trong thì sẽ là một dự án Sunroof sẽ triển khai tại khu vực bãi đất đỏ, là một khu đô thị phức hợp. Ở thị trấn Địa Trung Hải này thì chúng ta sẽ có một thị trấn để mua sắm, vui chơi, giải trí. Còn ở bãi đất đỏ sẽ là khu đô thị phức hợp, bao gồm cả bất động sản thương mại và bất động sản nhà ở. Nếu mà chúng ta đầu tư kinh doanh thì tại khu vực thị trấn Địa Trung Hải này chính là một trong những cái nơi mà sẽ có những công trình biểu tượng nhiều nhất tại Nam Đào Ngọc Phú Quốc, và nơi sẽ là điểm đến của Nam Phú Quốc. Lựa chọn một sản phẩm của bất động sản của Sunroof tại Phú Quốc để đầu tư sinh lời, các chủ nhân đều hào hứng chia sẻ những cái điều mà đã khiến họ mau chóng bị thuyết phục, phù hợp với nhiều đối tượng. Bất động sản của Sunroof tại Nam Đào Ngọc Phú Quốc, đặc biệt là thị trấn Địa Trung Hải, thì dường như đã bao phủ cả thị trường khi không hề kén đối tượng, với mức tài chính vừa tầm hay là bỏ ra một số tiền nhỏ ngay từ ban đầu thì chủ nhân có thể sở hữu ngay những căn hộ đẳng cấp kết hợp với những chính sách ưu đãi được tung ra liên tục từ chủ tư Sunroof. Hay anh chị có nhu cầu đầu tư về một bất động sản có pháp lý sở hữu lâu dài và một căn nhà phố thương mại đáng đồng tiền mặt gạo, thì tại đây cũng có một sản phẩm đó là Shophouse Center hoàn toàn phù hợp với anh chị với cái mức tài chính cao hơn. Ngoài ra thì phù hợp với những cái nhu cầu chờ tăng giá, Phú Quốc đang ngày một thay ra đổi thịt, phát triển không ngừng nghỉ, và việc tăng giá bất động sản là điều tất yếu. Trong khi đó thì những sản phẩm có pháp lý sở hữu lâu dài ở tâm mạch của thị trấn Địa Trung Hải, tâm điểm của đảo Ngọc, nhà đầu tư sẽ sớm hái quả ngọt trong thời gian không xa. Phù hợp với nhu cầu sinh lời thảnh thơi thì căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence thị trấn Địa Trung Hải, nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ trước khi bàn giao, gia chủ ngay lập tức bắt tay vào kinh doanh mà không tốn thêm chi phí hay thời gian chờ đợi, đặc biệt là nguồn khách đông đảo từ hệ sinh thái của Sunroof giúp các nhà đầu tư an nhàn hưởng lợi nhuận đều đặn, phù hợp với những nhu cầu kỳ nghỉ dưỡng của gia chủ với không gian đẳng cấp, tầm nhìn tuyệt tác không thể lặp lại ở bất kỳ một dự án nào tại Phú Quốc, phù hợp với một cái sự kỳ vọng từ một sản phẩm mang thương hiệu Sunroof với chiến lược thâm canh và có tầm nhìn bảo chứng cho một giá trị sinh lời nổi bật tại thị trường Phú Quốc. Và đầu tư vào một căn hộ sản phẩm mang thương hiệu Sunroof, hưởng vạn điều đắc lợi. Điều tuyệt vời này đang gọi tên những căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence cùng với The Sky, hiện thực hóa những kế hoạch kinh doanh đắc thắng ngay từ bây giờ dành cho anh chị. Ngoài ra thì với những căn Shophouse Center mang đến cho anh chị muôn vàn những trải nghiệm muôn màu tại một trong những cái thị trấn không khói xe, đi bộ, mang đến cho du khách những cái trải nghiệm hoàn toàn đặc biệt và khác biệt tại Phú Quốc, với biển trời đẹp, với không khí trong lành, thì Nam Đảo Ngọc và bất động sản của Sunroof xứng đáng là một trong những cái sản phẩm để anh chị có thể lựa chọn đầu tư ngay vào đầu năm 2022 này. Và căn hộ thì chúng ta có phân khu tòa The Sky S3, S4 đang mở bán, và anh chị nào đang quan tâm về những căn Shophouse Center cuối cùng tại thị trấn Địa Trung Hải, hay là những tòa căn hộ view trực diện biển của phân khu The Sky tòa S3, S4, đây là hai cái tòa căn hộ đẹp nhất của dự án, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các video sau khác.